Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel Bỉ Sữa của Linh nhé. Mình thấy là một cái điều mà các mẹ rất là băn khoăn trong quá trình cho con ăn dặm, và đặc biệt là nếu như các mẹ muốn cho em bé ăn dặm theo phương pháp bé tự chỉ huy, đó là về việc hóc và uệ của em bé. Và nhiều khi chúng ta vẫn chưa có thể tự phân biệt được hóc là gì và uệ là gì, dẫn đến là các mẹ rất là lo lắng trong quá trình mà cho con ăn dặm. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì các mẹ hãy cùng mình đi tìm hiểu về cái sự phân biệt giữa uệ và hóc cho em bé, và làm thế nào để chúng ta xử lý hóc và uệ thật là hợp lý trong cái quá trình cho em bé ăn dặm nhé. Cái điều này thì nó sẽ rất là hữu ích nếu như các mẹ cho em bé ăn dặm theo phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy. Tuy nhiên là ăn dặm kiểu Nhật hay ăn dặm truyền thống thì các mẹ cũng không nên lơ là. Nói chung là nếu như có con nhỏ thì chúng ta cần phải trang bị cái kiến thức về hóc uệ cho em bé và cách xử lý cho nó hợp lý. Bây giờ thì không dài dòng nữa, các mẹ hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên là uệ. Nếu như mẹ cho em bé ăn dặm theo phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy, từ giai đoạn 6 tháng tuổi là em bé bắt đầu được ăn bốp này, thì nếu như các mẹ để ý thì chắc chắn là hầu như 100% em bé sẽ gặp cái hiện tượng uệ. Thường là em bé cắn một miếng hơi to một chút là con mặt sẽ đỏ lừ lên và con uệ thức ăn ra, và có một số trường hợp thì em bé sẽ bị nôn chớ ra cả sữa và đồ ăn nữa. Thì đây là một cái việc hoàn toàn bình thường, và chúng ta nên biết rằng cái phản xạ uệ là cái phản xạ tự bảo vệ của cơ thể em bé. Ở em bé thì đặc biệt hơn người lớn một chút. Đối với người lớn thì phản xạ uệ ở phần cuống lưỡi và ở phần họng cơ, tức là khi mà thức ăn đi sâu vào phần cuống lưỡi thì chúng ta mới có cái phản xạ uệ để đẩy thức ăn ra ngoài. Tuy nhiên với những em bé mới bắt đầu ăn dặm thì phản xạ uệ của con là ở đầu lưỡi, và chúng ta gọi đó là cái điểm uệ. Nếu như mà thức ăn chạm đến cái điểm đó, thức ăn quá to và em bé không thể tự xử lý được thì em bé sẽ uệ để đẩy thức ăn ra ngoài. Và chính vì điều đó mà khi mà cái thức ăn nó còn quá là xa đường thở thì chúng ta không cần phải quá lo lắng đến việc là nó sẽ gây nguy hiểm cho em bé. Chính nhờ cơ chế tự kích hoạt phản xạ uệ ở em bé mà việc chúng ta cho em bé ăn dặm theo ăn dặm bé tự chỉ huy đúng cách thì nó sẽ không hề ảnh hưởng và không hề sợ vấn đề là em bé sẽ bị hóc. Và sau một vài lần uệ như thế thì em bé sẽ tự mình rút ra kinh nghiệm, và lần sau khi con ăn thì con sẽ cắn miếng nhỏ hơn, và em bé sẽ cần phải được tập luyện hàng ngày. Các mẹ sẽ để ý là mới ăn dặm thì em bé có phản xạ uệ rất là nhiều, nhưng dần dần thì sẽ giảm dần đi, và tiến tới sau khoảng 1 đến 2 tháng ăn dặm thì phản xạ uệ sẽ diễn ra rất là ít thôi. Chính vì là phản xạ uệ cần phải được tập luyện, vậy nên các mẹ không nên tước đi cái quyền được tập luyện của con. Khi các mẹ cho em bé ăn dặm mà thấy em bé bị uệ thì các mẹ cứ bình tĩnh và quan sát con. Lúc đó các mẹ sẽ thấy là mặt con đỏ lừ lên và con bắt đầu uệ thức ăn ra ngoài, thì chỉ một lúc thôi con uệ và con ho thì con có thể tự giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp rất là hiếm gặp mà mẹ cần phải can thiệp nếu như mẹ thấy là em bé có biểu hiện bị hóc. Khi em bé bị hóc thì cái dị vật đã chui lọt vào cuống họng và đường thở của con rồi. Lúc đó thì các mẹ sẽ thấy là người con mặt sẽ đỏ ửng lên, rồi sau đó tím tái và em bé sẽ ú ớ, em bé không khóc, không nói được gì hết. Thì lúc đó là cái tình huống rất là nguy hiểm rồi, mẹ cần phải đặc biệt chú ý, và lúc đó thì mẹ cần cái kỹ năng sơ cấp cứu để có thể sơ cứu kịp thời cho con. Khi em bé bị hóc, đặc biệt nó chui vào đường thở, thì chúng ta sẽ chỉ có vài phút ngắn ngủi để có thể kịp thời cấp cứu cho con thôi. Chính vì điều đó thì nếu như nhà có con nhỏ thì chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý là tự mình trang bị cho mình cái kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ. Các mẹ có thể tham khảo hình ảnh mình đặt ở đây là một số cách để có thể sơ cấp cứu cho em bé. Các mẹ hãy lên Google search và lên YouTube để xem những cái video về cách xử lý hóc dị vật cho em bé. Đây là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng mà chúng ta không nên bỏ qua. Nếu được thì mẹ nên tham gia các cái lớp học về sơ cấp cứu ở địa phương mình có tổ chức. Thường là mình thấy các trung tâm nhi khoa, các bệnh viện hay là các chuỗi cửa hàng mẹ và bé cũng hay có những cái chương trình tổ chức miễn phí cái kỹ năng xử lý hóc dị vật cho em bé. Các mẹ hãy tranh thủ thời gian để có thể tham gia và học hỏi cách sơ cấp cứu cho em bé nhé. Tiếp theo là ngoài việc chúng ta tự trang bị cho mình cái kỹ năng để có thể xử lý hóc dị vật cho em bé, thì một điều quan trọng hơn đó là trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cần phải chăm sóc em bé và loại trừ những cái nguyên nhân có thể gây nên hóc cho em bé. Ví dụ như là khi em bé mới tập ăn dặm thì các mẹ không nên chọn những cái loại củ quá bự như là củ khoai hay là những loại rau lá.
và chúng ta nên cắt cái thực phẩm cho con với cái kích thước phù hợp cho cái quá trình ăn dặm của con. Trong video lần sau thì mình sẽ chia sẻ về cách cắt và chuẩn bị thực phẩm cho em bé trong giai đoạn mới ăn dặm bé tự chỉ huy nha. Khi các mẹ cho em bé ăn dặm thì cần chú ý là để bắt đầu phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy thì bé cần phải ngồi vững được, và chúng ta sẽ phải cho con ngồi vào ghế ăn chứ không cho con chạy nhảy lung tung, hoặc là không cho con nằm hay là ngồi ở một cái vị trí mà con không thể ngồi thẳng lưng được và đầu con bị ngả ra sau, thì lúc đó là rất dễ dị vật có thể rơi vào đường thở của con. Khi cho em bé ăn thì để cho con ăn uống tập trung này. Theo là nếu như các mẹ thấy em bé có hiện tượng bị ọe thì chúng ta cứ bình tĩnh quan sát con, chúng ta không quá vội vàng luống cuống mà lại xông tới móc họng của con khiến con sợ hãi này, hoặc là chúng ta hay các bà các mẹ thì hay cho con uống nước với hy vọng là em bé uống nước thì em bé sẽ nuốt được cái dị vật vào bên trong, nhưng mà thực tế thì không phải, nó sẽ biết cái đường thở của con nó rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng không bế sốc con ngay lên, chúng ta hãy quan sát cái biểu hiện của con, và các mẹ hãy cứ yên tâm nhé, bởi vì là cái hiện tượng ọe thì xảy ra thường xuyên nhưng mà hóc thì khá là ít, khá là hiếm gặp. Các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm để thực hành cho em bé ăn dặm theo phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy. À, còn một điều nữa là khi mà em bé mới ăn dặm thì sữa vẫn sẽ là chính, các mẹ nên cho em bé ăn sữa trước khoảng 1 tiếng sau đó mới cho con tiến hành ăn dặm theo phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy, để tránh cái trường hợp là em bé bị ọe và nôn chớ hết sữa ra ngoài. Mình hy vọng rằng những kinh nghiệm mà mình vừa mới chia sẻ thì có thể giúp ích một phần nào cho các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi đến hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những video lần sau nhé. Bye bye.